X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong tiểu thuyết kinh điển Thủy Hử của Thi Nại Am đã khắc họa 108 những tay hào hán chọc trời khuấy nước, tụ tập vùng thủy bạc chống lại triều đình, thịt thái miếng to, rượu đong bát lớn. Lá cờ, thế thiên hành đạo của quân Lương Sơn tung bay khắp các trận đánh lớn nhỏ, khẳng định một sức mạnh vô địch, đánh Thanh Châu, Hoa Châu, Cao Đường Châu, Đại Danh Phủ, Đông Bình Phủ, Đông Xương Phủ, diệt Trúc Gia Trang, san bằng Tăng Đầu Thị. Sau này đại quân Lương Sơn quy thuận triều đình thì cũng chính thực lực này đã tảo Bắc, Đại Liêu, Trinh Đông, Điền Hổ, Bình Tây, Vương Khánh, đặc biệt dẹp yên cuộc khởi nghĩa Phương Lạp đang nuốt trọn Giang Nam của nhà Tống. Nói lực lượng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử làm nghiêng lệch cả Trung Hoa cũng không sai biệt lắm. Một đội quân hùng mạnh như thế dễ hiểu được chỉ huy với những tướng lĩnh tài năng bậc nhất, và phải kể đến vị tổng quân sư trí đa tinh Ngô Dụng. Ngô Dụng tự học cứu, người làng Đông Khê, huyện Vận Thành, Tế Châu, Sơn Đông, thời kỳ Bắc Tống, Trung Quốc, là người túc trí đa mưu. Ngô Dụng thường được ví với Gia Cát Lượng, được gọi là Gia Lượng tiên sinh, mọi người gọi trí đa tinh. Ngô Dụng đã cùng với những người như Tiều Cái dùng trí đoạt lấy 10 vạn quan sinh thành cương do Lương Trung Thư ở phủ Đại Danh hiến cho Thái Kinh, sau đó lên Lương Sơn để tránh bị quan phủ truy bắt, làm quân sự cơ mật của Sơn Trại. Hầu như tất cả mọi hành động quân sự của Lương Sơn đều do một tay Ngô Dụng vạch ra. Nói đến quân sự, trí đa tinh Ngô Dụng trên Lương Sơn của truyện Thủy Hử, trong sách có miêu tả thế này: mưu lược có thể đánh lừa Gia Cát Lượng, kế sách nhỏ có thể làm cho quỷ thần kinh hãi. Tuy nhiên, sau khi xem tiếp Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể đánh giá, Ngô Dụng còn có khoảng cách nhất định với Gia Cát Lượng. Ngô Dụng chỉ làm thầy giáo ở thôn Đông Khê, huyện Vận Thành, Tế Châu, Sơn Đông. Ban đầu mục đích cướp sinh thành cương là để phát tài. Truyện Thủy Hử cũng không miêu tả Ngô Dụng là người có mục tiêu lý tưởng lớn lao, chỉ vì cướp sinh thành cương mà phải cùng với Tiều Cái lên rừng làm cướp. Từ sách có thể thấy Ngô Dụng và Gia Cát Lượng có những khoảng cách dưới đây. Trước hết, tầm nhìn chiến lược của Ngô Dụng rất bình thường. Sau khi lên Lương Sơn, Ngô Dụng đã không đưa ra được bất cứ chiến lược nào có tầm nhìn xa trông rộng hay mang tính cương lĩnh. Trong khi đó, Tống Giang là người đưa ra cương lĩnh chính trị, thay trời hành đạo. Những chính trị gia, nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử đều nhìn xa trông rộng, có khả năng dự báo tương lai. Vì vậy, Ngô Dụng không có tầm nhìn chiến lược, trong sách cũng không miêu tả đặc biệt gì về điều này. Do Ngô Dụng không nhìn xa trông rộng, cuối cùng làm cho các hảo hán Lương Sơn kết thúc trong bi kịch. Thứ hai, Ngô Dụng sơ hở rất nhiều về mưu lược. Trong mưu lược chiến thuật cụ thể, Ngô Dụng đã có không ít sơ hở. Chẳng hạn, trong việc làm giả thư của Thái Kinh, cuối cùng đã bị Hoàng Văn Bính phát hiện ra sơ hở. Hoặc sau khi bị bắt lên núi, Cao Cầu giả đáp ứng nguyện vọng chiêu an của Tống Giang nên được tha về. Tống Giang cử Tiêu Nhượng đi theo, Ngô Dụng lại cử Nhạc Hòa đi theo. Đến kinh thành, Tiêu Nhượng, Nhạc Hòa đều bị giam lòng. Quân sự Ngô Dụng biết rõ chiêu an không xong, tại sao không ngăn cản Tống Giang cử Tiêu Nhượng đi, hơn nữa Ngô Dụng còn cử cả Nhạc Hòa theo. Thứ ba, Ngô Dụng không có phong thái một tay nắm chắc càn khôn. Truyện Thủy Hử miêu tả, trước khi chinh phạt Phương Lạp, do triều đình đã nghi kỵ, vừa phong thưởng cho các hảo hán Lương Sơn, vừa yết bảng thông báo cấm các anh em Lương Sơn vào thành. Khi đó, Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, anh em Nguyễn Gia Tam đã nói với Ngô Dụng về sự thối nát của triều đình, chia rẽ quân Lương Sơn, đề nghị quân sư Ngô Dụng có chủ trương quay trở về Lương Sơn. Trong thời điểm cấp bách đó, Ngô Dụng lại không dám dương cao ngọn cờ, không dám làm chủ, mà nói rằng Tống Công Minh chắc chắn sẽ không đồng ý, cho rằng từ xưa đến nay, rắn không đầu thì không được, và Ngô Dụng không dám chủ trương. Nếu lúc đó, Ngô Dụng và các anh em cùng phản đối, ép Tống Giang tạo phản thì Tống Giang có thể buộc phải tuân theo. Thực ra, Ngô Dụng và Tống Giang có điểm rất khác nhau. Tống Giang hoàn toàn không có cảm tình với Lương Sơn, chỉ coi đó là nơi làm kẻ cướp để có tiền. Còn Ngô Dụng thì có tình cảm sâu đậm với Lương Sơn. Cái chết tự vẫn của Ngô Dụng sau này mang màu sắc bi kịch hơn Gia Cát Lượng. Cuối cùng, có thể khẳng định, bất kể về chính trị hay mưu lược, Gia Cát Lượng trên tài một bậc so với Ngô Dụng, do Gia Cát Lượng có các ưu thế sau đây. Gia Cát Lượng có nhãn quan chiến lược phi phàm. Khác với Ngô Dụng, ngay từ khi ở ẩn, Gia Cát Lượng đã vẽ ra bản đồ 54 châu Tây Xuyên, đưa ra phương châm chiến lược lấy Tây Thục làm căn cứ địa. Sự thực chứng minh, những diễn biến thế sự sau này đã theo phương châm chiến lược này. Gia Cát Lượng liệu sự như thần, giỏi đánh cờ, sớm đoán ra thắng bại trên chiến trường. Như năm 207 sau Công nguyên, Lưu Bị 3 lần đến nhà Tranh mời Gia Cát Lượng ra giúp mình. Gia Cát Lượng đã trình bày với Lưu Bị về kế thiên hạ chia ba, đồng thời ra mặt giúp Lưu Bị. Sau này, La Quán Trung đã lấy sự thực này để xây dựng nên hình tượng nhân vật điển hình trong xã hội phong kiến khi đó. Sau khi Gia Cát Lượng về với Lưu Bị, đã được cử đến Đông Ngô, chịu trách nhiệm về liên kết với Ngô để chống Tào, cuối cùng đã thúc đẩy thành công việc thành lập liên minh Tôn Lưu, giúp cho liên quân Tôn Quyền và Lưu Bị đại phá quân Tào Tháo trong trận Xích Bích, từ đó lập ra cục diện thế chân vạc Tam Quốc. Trong khi đó, Ngô Dụng không làm được như vậy, lại hay, thở dài. Nhiều mưu kế của Ngô Dụng trong chuyện Thủy Hử có nhiều tì vết, cuối cùng bị đối phương nắm được. Gia Cát Lượng tinh thông binh pháp với một loạt câu chuyện đặc sắc như thuyền cỏ mượn tên, 3 lần nhìn thấu mưu kế của Chu Du, 7 lần bắt được nhưng lại thả mạch hoạch, hỏa thiêu Xích Bích, mượn nước nhấn chìm quân Tào Tháo. Những kế sách này luôn để lại ấn tượng rất lâu trong lòng mọi người. Gia Cát Lượng được miêu tả là người cơ trí, rộng rãi, giỏi bề mưu tính kế và hành động, luôn là hóa thân của trí tuệ, hơn nữa lại có tình có nghĩa. Gia Cát Lượng khổng minh cả đời dùng binh thận trọng, chắc chắn, rất ít để tổn thất đại tướng. Trong khi đó, Ngô Dụng phần lớn là dùng kế nội ứng, từ đó tiến hành nội công ngoại kích để giành chiến thắng. Chẳng hạn như tấn công Trúc Gia Trang, diệt Tăng Đầu Thị hay chinh phạt Phương Lạp. Ngô Dụng không được chuyện Thủy Hử mô tả thực sự là điển hình của đại trí đại dũng. Gia Cát Lượng còn tinh thông trận pháp, thể hiện rõ trong việc Tư Mã Ý không dám giao chiến. Trong khi đó, khi tấn công nước Liêu, Ngô Dụng đã không nhìn ra trận pháp của đối phương, cuối cùng phải dựa vào giấc mơ của Tống Giang mới có được kế sách tấn công. Gia Cát Lượng có đóng góp rất lớn cho xây dựng thủy lợi nông nghiệp. Gia Cát Lượng rất coi trọng xây dựng và bảo vệ các cơ sở thủy lợi nông nghiệp như đập Đô Giang. Do đó, Thục Hán có thể sinh tồn, phát triển trong thời gian dài, cho dù bị giáp công bởi các cuộc chiến lâu dài với Ngụy Ngô. Điều này có liên quan trực tiếp đến tư tưởng nông chiến, dựa vào nông nghiệp để nuôi quân chiến đấu của Gia Cát Lượng. Trong khi đó, chuyện Thủy Hử cho thấy Tống Giang, Ngô Dụng căn bản không có kế sách gì cho phát triển sản xuất nông nghiệp, luôn một lòng chiêu an. Thời kỳ hưng thịnh của Lương Sơn có số lượng binh sĩ không ít, lên tới 6-7 vạn người. Mỗi ngày mỗi người ăn nửa cây di lương thực thì phải bỏ ra 3-4 vạn cây di lương thực một ngày. Chỉ dựa ở thủy bạc Lương Sơn để chống cự lâu dài với quan binh Bắc Tống thì đâu có dễ dàng. Các hảo hán Lương Sơn không có lối thoát, cuối cùng phải đi theo Tống Giang, Ngô Dụng để chiêu an. Có thể nói, Ngô Dụng không thể đặt ngang hàng với Gia Cát Lượng, bởi ở trong nhà tranh mà Gia Cát Lượng đã biết được thiên hạ chia ba, cho thấy ông có tầm nhìn xa trông rộng, còn Ngô Dụng tính kế theo từng việc một, dựa vào ông chủ mà định ra kế sách, hoàn toàn không nhìn xa trông rộng. Nói về sự trung thành với chủ, Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi phò tá Lưu Thị. Còn Ngô Dụng thì khác. Trước hết, nói đến chuyện Ngô Dụng ban đầu giao tình nhiều năm với Tiều Cái, hết lòng đi theo, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của thầy đồ nhập bọn làm đạo tặc, rõ ràng Ngô Dụng nuôi chí lớn. Đáng tiếc cái chí lớn này chỉ quanh đi quẩn lại trong mớ sách vở thánh hiền. Ngô Dụng cũng như Tống Giang muốn công danh trọng vọng hơn người, hay nói đơn giản là muốn làm quan to cho nhà Tống. Đó là một tầm nhìn hạn hẹp và có chút hèn nhát, không có cái chí của bậc anh hùng gây dựng cơ đồ nghiêng trời lệch đất. Tiều Cái vốn tính tình hào sảng, trượng nghĩa hào hiệp, coi thuộc hạ như huynh đệ, căm ghét chế độ đang đi đến cuối của triều Bắc Tống. Tiều Cái trước sau đều không muốn quy thuận triều đình, chiếm vũng thủy bạc, lập trại Thủy Hử, tích trữ quân lương, chiêu mộ hào kiệt, sẵn sàng cho một cuộc lật đổ quy mô lớn, hoặc ít nhất cũng làm vương một cõi Lương Sơn. Trái ngược với Tống Giang Ngụy quân tử, miệng giao giảng nhân nghĩa, thà chết không lên núi làm cướp, nhưng khi rượu say ở bến Tầm Dương lại làm thơ, khinh cả hoàng sào chửa trượng phu. Trong thân tâm Tống Giang muốn làm hoàng sào, muốn thay đổi triều đại lưu danh sử sách, nhưng cuối cùng tính cách hèn nhát, thà chịu làm một kẻ ngu chung. Quan điểm này của Tống Giang tự trung thành một mối với Ngô Dụng. Với trọng trách quân sư không khó để Ngô Dụng xa lánh Tiều Cái, ủng hộ và nâng cao thanh danh của Tống Giang ở Lương Sơn. Tại mọi trận đánh, Ngô Dụng đều tìm cách đi theo trợ giúp Tống Giang, kể cả có trận không đi cũng tự mò đi theo sau. Đến khi Tiều Cái muốn đánh Tăng Đầu Thị, nào thấy mặt mũi Ngô Dụng đâu. Thật nực cười, Tống Giang đánh trận nào quân sư đi theo kè kè, đến khi thủ lĩnh lớn nhất xuất trận lại không có quân sư. Tiều Cái thừa biết Ngô Dụng chọn Tống Giang nên cũng mắt nhắm mắt mở không gọi Ngô Dụng theo. Thậm chí đến khi điểm tướng đi theo cũng toàn bọn tướng cũ đi theo Tiều Cái lâu năm như Lâm Xung, Lưu Đường, Nguyễn Thị Tam Hùng, hoặc những tướng không phải do Tống Giang mời lên Lương Sơn. Ngô Dụng đã phản bội Tiều Cái cùng Tống Giang gián tiếp ép Tiều Cái đến cái chết, hòng duy trì quan điểm ngu chung của mình. Việc lý giải huynh đệ Lương Sơn không thể làm cướp không có tiền đồ thực chất chỉ là sự ngụy biện. Thực tế lịch sử ngay trước triều Tống đã chỉ ra việc làm cướp không phải không có tiền đồ. Cuối thời Tùy, xã hội thối nát, hào kiệt các nơi tụ tập chư hầu làm phản, kẻ thế lực yếu thì lên núi làm cướp chờ cơ hội tranh thiên hạ. Bọn tướng lĩnh khai quốc công thần của Lý Đường phải kể đến Tần Thúc Bảo, La Thành, Trình Giảo Kim, Từ Mậu Công, Ngụy Trưng, đều xuất thân ban đầu là đám đạo tặc trên núi Ngõa Cương, đến sau này gặp chủ tung hoành thiên hạ, công ghi sử sách trói lọi. Ngô Dụng không dám làm một Từ Mậu Công, càng không dám đi tìm Lý Thế Dân. Cuối cùng y thắt cổ tự tử trước mộ Tống Giang cũng thể hiện một sự thất bại toàn diện về nhận thức chiến lược. Vậy Gia Cát Lượng và Ngô Dụng ai lợi hại hơn? Về mục tiêu nhân sinh và lý tưởng xã hội, Gia Cát Lượng là người cứu nước cứu dân, Còn Ngô Dụng đi từ tìm một đời sung sướng đến giúp nước an dân, rồi cuối cùng quay về theo đuổi sung sướng. Về trí tị, tài năng, Gia Cát Lượng là nhà chiến lược kiệt xuất, có trí tuệ lớn, còn Ngô Dụng là người giỏi chiến thuật nhưng thiếu tầm nhìn chiến lược. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.